Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa. Tập 235. Chương 2341, mọi người chìm trong nước 2. Trong thời điểm khủng hoảng này, việc đưa ra quyết định cá nhân rất quan trọng. Chết tiệt. Lúc này gào nhẹ một tiếng, nhưng hắn vẫn đưa ra quyết định, rút lui, ta đưa các ngươi ra khỏi quỷ hồ. Vừa nói xong, quỷ hỏa của hắn lại bùng cháy, lúc này ngọn lửa đã khác, cao ốc Bình An lại xuất hiện trong quỷ hỏa, cao ốc đó tồn tại cả trong hiện thực và thế giới linh dị. Hiện giờ, chỉ có Lý Quân mới có thể đưa mọi người ra khỏi đây bằng phương pháp cực đoan này. Đến cao ốc Bình An, mượn cơ hội này có thể thoát ra khỏi đây. Lý Quân nói, tuy nhiên, còn chưa nói xong, hắn chợt nhận ra điều gì đó và hơi cúi đầu nhìn xuống. Không biết từ khi nào hai chân như vướng vào một thứ gì đó dưới nước. Đó là mái tóc đen dài bồng bềnh trôi trong nước, một thi thể nữ đang bị sóng nước tác động, không biết là cố ý hay vô tình tiếp cận hắn. Một khi cái xác chạm vào Lý Quân, nó ngay lập tức trở nên cực kỳ nặng nề. Như thể có vô số khối chỉ được buộc chặt vào người hắn. Ngay sau đó Lý Quân còn không có cơ hội vùng vẫy phản kháng, lập tức bị kéo xuống nước, biến mất ngay trước mắt mọi người. Lý Quân, A Hồng và Liễu Tam ở bên cạnh bị sốc trước biến cố xuất hiện đột ngột. Lý Quân đột ngột chìm xuống, quỷ hỏa cũng dập tắt ngay lập tức, quỷ vực mở ra cao ốc Bình An cũng biến mất. Con đường thoát khỏi đây bị chặn, một cảm giác tuyệt vọng lan tỏa trong nháy mắt. Thẩm Lâm mất tích, dương gian xảy ra vấn đề và bị linh dị quấy nhiễu, Lý Quân chìm xuống nước, con đường rời đi đã bị cắt đứt. Bây giờ chỉ còn lại Liễu Tam và A Hồng. Chúng ta không thể thoát khỏi đây, xác định là bị chìm xuống đáy hồ rồi. Liễu Tam hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn A Hồng, quả nhiên đến đây là một lựa chọn sai lầm, chúng ta không thể cầm cự trước khi ác quỷ của quỷ hồ xuất hiện. Trên mặt A Hồng toát ra mồ hôi lạnh, cơ thể nàng vẫn đang chìm xuống, lúc này chỉ còn lại có một cái đầu trên mặt nước, bất lực không thể làm gì. Nước hồ nhấn chìm cơ thể quá nhiều, cho dù tự cứu mình đã quá muộn, nước ở đây có thể ăn mòn cơ thể, áp chế linh dị, khiến người ngự quỷ trở thành người bình thường. Nếu lúc ban đầu ta cứ ra tay thì biết đâu tình hình sẽ không trở nên tồi tệ như vậy. A Hồng cắn môi, ai mà ngờ được ba người đội trưởng lại lần lượt xảy ra vấn đề, chúng ta quá xui xẻo. Nàng không sợ chết. Nếu sợ chết thì A Hồng cũng không sống được đến ngày hôm nay, nhưng nàng không cam tâm. Rõ ràng là bốn đội trưởng liên thủ mạnh như vậy, tại sao lại trở nên như thế này, từng người một gặp tai nạn. Có lẽ ai đó đã làm gì đó với chúng ta, khiến vận may của chúng ta càng thêm tồi tệ. Vẻ mặt Liễu Tam u ám, hắn mặc cho nước hồ dần dần phủ lên cằm mình. A Hồng bất ngờ nhìn hắn, tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Ta không tin vào may rủi, ta chỉ tin vào thực tế. Liễu Tam nói, nếu chỉ một người xảy ra chuyện thì ta có thể hiểu, nhưng ta tuyệt đối không thể chấp nhận khi có nhiều người cùng xảy ra chuyện như vậy. Đây là một giới linh dị. Cái gọi là tai nạn có thể không phải là một tai nạn thực sự. Trong trường hợp này, hắn buộc phải tự hỏi liệu có ai đó đã nguyền rủa nhóm của họ hay không. Nếu không thì hoàn toàn không thể tồi tệ thế này. Bây giờ nói gì đi nữa cũng đã muộn, tự cầu nhiều phúc đi. A Hồng lộ ra một chút ý cười khổ, nàng dần dần chìm vào trong hồ. Không có cái gọi là phép màu xảy ra và không có gì thay đổi, chỉ có kết quả thuận theo tự nhiên. Nếu chìm xuống thì còn cơ hội sống sót trở ra không? Liễu Tam hít sâu một hơi, nhìn quỷ hồ u ám ngâm vô số xác chết, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp. Ngay sau đó, hắn cũng im lặng xuống nước. Nước hồ lạnh giá nuốt chửng mọi thứ. Lúc này mặt hồ không có gì, cả người và vật đều chìm xuống. Nước bình thường không thể nhấn chìm một người ngự quỷ. Ít nhất thì những đội trưởng đã trở thành dị loại, không thể bị chết chìm. Bọn họ có thể sống không cần ăn, không uống, không ngủ, không thở cũng không ảnh hưởng đến sinh tồn của bọn họ, vì hoạt động của họ vẫn được sức mạnh linh dị hỗ trợ, không phải là chức năng cơ thể bình thường. Tuy nhiên, thứ đánh chìm bọn họ là quỷ hồ, một cái hồ có thể dìm chết những ác quỷ. Chết tiệt! Lý Tuấn bị tóc đen của xác chết nữ cuốn vào chân, hắn đang chìm xuống, nhưng vẫn tỉnh táo, lúc này hắn muốn thoát khỏi đám tóc vương víu và nổi lên mặt nước một lần nữa. Hắn đang cực kỳ nôn nóng, bởi vì Lý Quân biết rằng tai nạn của mình sẽ dẫn đến thất bại của hành động rút lui, thậm chí rất có thể sẽ khiến mọi người chết hết ở đây.
ta phải thoát khỏi rắc rối càng sớm càng tốt. Lý Quân khẽ gào và vùng vẫy, nhưng hắn không thể làm gì được. Chỉ vùng vẫy trong chốc lát mà tay chân của hắn đã co rúm lại, không những không còn sức lực mà còn rất khó để cử động tay. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2342, mọi người chìm trong nước ba. Hắn cảm giác được nước hồ đã xâm nhập vào cơ thể mình, áp chế quỷ hỏa trong cơ thể khiến hắn mất cân bằng linh dị. Cuối cùng, Lý Quân chỉ còn lại một mảnh da người trôi bồng bềnh và chìm xuống dưới mặt hồ. Quỷ hỏa của hắn vẫn cháy trong nước, nhói lên và phát ra ánh sáng màu xanh lục u ám, nhưng chẳng ăn thua gì. Và điều chí mạng nhất là lớp thuốc nhuộm trên mặt Lý Quân bị bong ra từng chút một. Một khuôn mặt lạnh lùng xa lạ dần dần lộ ra. Bị ảnh hưởng bởi quỷ hồ, ngay cả quỷ trang mà A Hồng vẽ trên da người cũng mờ dần. Một khi tẩy trang hết, vậy thì Lý Quân không còn là Lý Quân nữa, chỉ là một con quỷ da. Ngay cả A Hồng, Liễu Tam và Dương Gian cũng đã chìm xuống nước. Trong nước, kính râm của Lý Quân trượt xuống, trong hốc mắt trống rỗng của hắn, quỷ hỏa nhảy lên, nhìn thấy những người phía trên cũng chìm xuống nước. Hắn không thể chấp nhận một kết quả như vậy. Hy vọng ai đó có thể thay đổi tình trạng này. Lý Quân cuối cùng nhìn về phía Dương Gian, chàng trai có thể tạo ra kỳ tích. Nhưng Dương Gian vẫn không nhúc nhích, cứ đứng yên một tư thế, cầm cây thương dài bị nứt trên tay, chìm xuống như một tác phẩm điêu khắc. Có vẻ như ở thời điểm này, Dương Gian cũng không thể tạo nên kỳ tích. Chờ đã, hình như có thứ gì đó nổi lên. Đột nhiên, tầm mắt còn sót lại của Lý Quân nhìn thấy một thứ gì đó khác thường trôi từ đáy nước lên mặt hồ. Hắn đã thấy rõ ràng, đó là một chiếc thuyền giấy. Đó là chiếc thuyền giấy mà lúc trước Dương Gian mang theo, sau đó hắn đã đặt nó lên thuyền gỗ. Chiếc thuyền gỗ vừa mới chìm xuống, không ngờ chiếc thuyền giấy này lại nổi lên được. Lý Quân nhìn thấy, nhưng hắn không thể ra bắt lấy chiếc thuyền giấy đó. Vì vị trí của chiếc thuyền giấy cách hắn 5 mét. Đừng nói hiện tại hắn không thể vươn tay, cho dù vươn tay cũng không thể bắt được. Con thuyền giấy tiếp tục nổi lên, trôi qua Lý Quân, Dương Gian và A Hồng, và cuối cùng nổi lên hẳn mặt nước. Mặt hồ lăn tăn gợn sóng, chiếc thuyền giấy lững lờ trôi trên mặt nước như tỏ lòng thành kính với những vong hồn đã khuất. Nhưng lúc này, một chiếc thuyền giấy nhỏ có thể thay đổi được gì? Không có gì thay đổi. Đã chìm trong quỷ hồ, cơ thể của ta vẫn chưa thể cử động. Lúc này ý thức của Dương Gian cũng tỉnh táo, quỷ hồ áp chế linh dị, nhưng không thể phá hủy ý thức của hắn. Hắn cố gắng cử động, nhưng toàn thân lạnh lẽo tê dại, vẫn không thể kiểm soát được. Chết tiệt, nếu cứ tiếp tục như thế này, e rằng mình sẽ vĩnh viễn chìm nghỉm ở đây giống như con quỷ lúc trước. Dương Gian nhìn mọi thứ trước mặt mà chỉ có thể lo lắng suông. Nếu như cơ thể hắn không xảy ra bất thường thì mọi chuyện đã không đến mức như này, hắn hoàn toàn có thể sử dụng quỷ vực mượn cao ốc bình an của Lý Quân để trốn thoát khỏi đây. Hắn thậm chí có thể sử dụng các vật phẩm linh dị. Tuy nhiên, mọi sự chuẩn bị và kế hoạch đều bị phá vỡ. Ngay cả bản thân Dương Gian cũng không biết tại sao đang yên đang lành lại xảy ra chuyện như vậy, nhưng trong ký ức của hắn 4 năm trước, Dương Gian thậm chí còn không thể nhận ra vào cái ngày ở sân thể dục. Một cuộc đối đầu linh dị tiếp tục diễn ra. Lúc này những con chó dữ được lưu giữ trong ký ức tập hợp lại thành một bầy, cắn xé con ác quỷ. Máu thịt nhợt nhạt vương vãi ra xung quanh, đâu đâu cũng có những mảnh xác chết. Con quỷ trong quỷ hồ đã điều khiển Thẩm Lâm và xâm nhập ký ức của Dương Gian, nhưng giờ nó đã bị những con chó dữ này xé xác thành từng mảnh. Xác vụn rơi khắp mặt đất, không một mảnh nào là hoàn chỉnh. Xâm nhập ký ức thất bại, nhưng thất bại có cái giá của thất bại. Thẩm Lâm xâm nhập thất bại nên bị ác quỷ trong quỷ hồ khống chế. Bây giờ ác quỷ trong quỷ hồ xâm nhập thất bại nên bị lũ chó giết chết, vì vậy quỷ hồ cũng sẽ bị khống chế. Đây là quy tắc linh dị trong ký ức, không thể thay đổi, ngay cả Thẩm Lâm, người khởi xướng cũng phải tuân theo quy tắc này. Tiếng cắn xé, gầm gừ chấm dứt. Một đàn chó đen to lớn đi lại trên sân thể dục, đôi mắt đỏ rực khát máu nhìn chằm chằm vào máu thịt còn sót lại của ác quỷ trên mặt đất, vẫn đang cảnh giác. Nhưng kết quả đã được định, thế giới ký ức bắt đầu sụp đổ. Trường học biến mất, sân thể dục biến mất, xác vụn trên mặt đất cũng biến mất. Ngay cả chó sói đen cũng dần dần biến mất. Nhưng đây là ký ức của Dương Gian. Chủ nhân của ký ức,
dương gian sẽ không biến mất. Hắn sống sót, vì vậy hắn sẽ kế thừa phần còn lại. Theo quy tắc linh dị, dương gian sẽ thay thế con quỷ trong quỷ hồ, lấy được mọi thứ và trở thành người chiến thắng lớn nhất. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Chương 2343, quan tài dưới đáy hồ. Lạnh lùng, tĩnh mịch, không thể cử động. Đây là cảm giác của mọi người sau khi chìm xuống quỷ hồ. Cơ thể như bị thứ gì đó trói buộc, không còn là của chính mình nữa, chỉ có thể thả trôi theo từng đợt sóng trong hồ nước này, giống như một cái xác. Nhưng ý thức vẫn còn tỉnh táo, thậm chí có thể nhìn rõ mọi thứ trong hồ vào lúc này. Nhưng cũng chỉ biết nhìn theo một cách bất lực, không thể làm gì được. Người có tình hình tệ nhất là Lý Quân. Hắn bị mớ tóc của một xác chết quấn vào hai chân, cả người chìm xuống rất nhanh, thuốc nhuộm trên da người khác cũng tiêu tán. Quỷ hỏa trong da người cũng không thể bùng cháy như trước, dường như bị dập tắt dưới ảnh hưởng của quỷ hỏa. Tại thời điểm này, Lý Quân chỉ còn lại một lớp da người chết, hắn đang dần dần tàn lụi. Lúc này A Hồng cũng không ổn, nàng không phải dị loài, chỉ là một người ngự quỷ mà thôi. Sau khi con quỷ kiểm soát bị quỷ hồ áp chế, sinh mạng của nàng bước vào thời kỳ đếm ngược, nàng đang chết đuối, nghẹt thở. Tốc độ chìm xuống của Liễu Tam tương đối chậm, hắn vẫn còn tỉnh táo, thân thể người giấy vẫn đang chống đỡ, hắn cũng có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh, nhưng lại không thể động đậy. Cơ thể hắn nặng nề đến mức thậm chí không thể nhấc ngón tay của mình lên. Nếu ta tiếp tục chìm trong quỷ hồ, thân thể tượng hình bằng giấy của ta sẽ sụp đổ trong nước như trước, nhưng ta nhớ rằng sau khi chìm xuống hồ, vẫn có cơ hội để một người nổi lên. Liễu Tam vẫn không chịu tê bỏ cuộc, vẫn đang suy nghĩ về các biện pháp đối phó. Nếu tiếp tục chìm trong hồ quỷ, cơ thể người giấy của ta cũng sẽ bị sụp đổ trong nước như lúc trước, nhưng ta nhớ rằng sau khi chìm xuống hồ, vẫn còn một cơ hội để ngoi lên mới đúng. Liễu Tam vẫn chưa bỏ cuộc, đang suy nghĩ biện pháp đối phó. Đầu óc hắn rất tỉnh táo, chú ý đến mọi thông tin xung quanh, tìm kiếm cơ hội phù hợp. Liễu Tam thậm chí còn dành thời gian để liếc nhìn dương gian bên dưới mình. Rốt cuộc hắn bị sao vậy? Ngay từ lúc ban đầu cho tới bây giờ hắn không hề cử động, thậm chí không nói chuyện, thậm chí không vùng vẫy khi thuyền chìm. Điều này hoàn toàn không phù hợp với phong cách của hắn. Chẳng lẽ bản thân dương gian thực sự đã xảy ra vấn đề cực kỳ nghiêm trọng hay sao? Vào thời điểm mấu chốt này, vận may của hắn cũng chấm dứt. Không quản nổi nữa, Liễu Tam thu hồi ánh mắt. Hắn loại bỏ sự tồn tại của dương gian khỏi hành động tiếp theo. Mọi người vẫn đang tiếp tục chìm xuống. Đã đến một nơi nước rất sâu, rất nhiều xác chết ngâm trong nước. Những xác chết này nằm rải rác và nát vụn. Họ đều là những người bình thường chết trong quỷ hồ, số lượng rất nhiều, như thể lướt qua một đống xác chết trôi nổi, làn da sưng phù, đôi mắt trống rỗng, nhìn mà khiến da đầu người ta tê dại. Người ngự quỷ không thể ở lại đây, họ vẫn đang chìm dần. Tuy nhiên, ngay tại thời điểm này, da trên người Liễu Tam đang bong ra và trôi đi. Không, không phải da của hắn, mà là tờ giấy dính trên người hắn, từng tờ giấy như máu thịt, khó mà phân biệt được trong chốc lát. Nhưng do ngâm trong cái hồ nước này, cuối cùng nó đã mất đi sự duy trì linh dị nào đó và rơi xuống một lần nữa. Giấy vàng chóc ra, một Liễu Tam khác dần dần lộ ra, cơ thể hắn trông chân thật hơn, không có cảm giác trang giấy rẻ tiền nữa. Có vẻ như người ẩn trong người giấy này chính là Liễu Tam thật, nhưng không ai dám chắc. Ngay bây giờ, Liễu Tam cảm giác được thân thể của mình lúc này mới hoạt động trở lại. Hắn đột ngột ngẩng đầu lên, sau đó liều mạng bơi lên trên. Chỉ có một cơ hội, vị trí nổi trên mặt nước rất quan trọng. Liễu Tam nhìn chằm chằm một vị trí trên mặt hồ. Ở vị trí đó, một chiếc thuyền giấy nhỏ trôi trên mặt nước, khẽ, đung đưa. Có lẽ đó chính là phao cứu sinh cho một người chết đuối. Liễu Tam nổi lên rất nhanh. Hắn không phải người sống, không cần thở nên cũng không lo bị chết đuối, vì vậy càng có nhiều thời gian để hành động. Quả nhiên tên này vẫn có cách trốn khỏi đây. Cảnh tượng này đã bị dương gian nhìn thấy, dương gian chỉ là không thể động đậy, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy và nghe thấy. Trước sự trốn chạy của Liễu Tam, hắn không hề oán hận. Lúc này hành động thất bại, việc mỗi người di tản tùy theo khả năng là điều dễ hiểu. Nhưng nguy hiểm nhất bây giờ phải là A Hồng, nàng là một người ngự quỷ. Một khi nàng chìm quá sâu, con quỷ trong cơ thể nàng hoàn toàn bị áp chế.
nàng sẽ bị dìm chết trong hồ nước này. Hơn nữa, một khi nàng chết, ngay sau đó Lý Quân cũng sẽ bị chôn vùi ở đây. Việc này sẽ gây ra phản ứng dây chuyền. Bây giờ ta không thể hành động. Thay vì quan tâm đến người khác, tốt hơn hết là hãy quan tâm đến bản thân mình trước. Dương Gian cố gắng di chuyển cơ thể của mình, nhưng vẫn vô ích. Cơ thể hắn từ đầu tới giờ lạnh tê tái, đến quỷ bóng cũng bị nhốt trong cơ thể, không thể dãy dụa cử động. Đây hoàn toàn không phải là lý do rơi xuống quỷ hồ, tình trạng này đã xuất hiện từ trước đó rồi. Hắn vẫn tiếp tục chìm xuống. Sau khi rời khỏi xác chết trôi ở tầng 1, dưới hồ nước tầng dưới có một số xác chết rải rác trôi nổi. Những xác chết này không nhiều, là xác của một số người ngự quỷ, thi thể của người phụ trách thành phố Trung Châu vẫn ở trên tầng này. Nhưng Dương Gian không dừng lại ở tầng này, hắn vẫn đang chìm xuống. Càng đi xuống thì nước càng lạnh, nơi này tối đến mức không một tia sáng nào có thể chiếu tới được. Nhưng Lý Tuấn cùng chìm xuống lại cũng ở gần đó, quỷ hỏa của hắn vẫn đang đốt cháy, mặc dù cảm giác như sắp tắt nhưng nó vẫn phát ra ánh sáng u ám, thắp sáng xung quanh như một chiếc đèn cầy. Lý Quân dừng ở đây, không thể tiếp tục chìm xuống. Lúc này, Dương Gian cũng nhìn thấy tình hình xung quanh. Hầu hết những người ở lại đây không còn là người ngự quỷ nữa mà là những ác quỷ thật. Dương Gian nhìn thấy rất nhiều xác chết kỳ dị. Những xác chết đó đều nguyên vẹn, không khác gì lúc mới chết, thân thể cũng không bị ngâm trắng, thối rữa, dường như chỉ đang ngủ say, vẫn có khả năng thức dậy. Chìm càng sâu thì chứng tỏ sở hữu sức mạnh linh dị càng đáng sợ. Lý Quân dừng ở độ sâu này đồng nghĩa với việc hắn không khác gì một con quỷ thực sự trong bản án quỷ hồ. Dương Gian đã hiểu. Chờ đã, đó là... Đột nhiên hắn nhìn thấy một xác chết quen thuộc khác. Quen thuộc là vì quần áo trên xác chết. Đó là đồng phục của người phụ trách. Điều này chứng tỏ cái xác này từng là một người ngự quỷ của tổng bộ trước khi chết. Khi Dương Gian tiếp tục chìm xuống, góc nhìn dần dần thay đổi. Hắn đã nhìn thấy rõ danh tính của người ngự quỷ trong bộ đồng phục. Đó là Tào Dương. Thi thể của Tào Dương bất động, sống chết không rõ nhưng trong lòng bàn tay hơi cứng ngắc vẫn cầm một cây kéo kỳ quái có sợi tóc đen quấn quanh. Đó là vật phẩm linh dị chiếc kéo quỷ trong tay Phương Thế Minh ở vòng bạn bè ban đầu. Rõ ràng Tào Dương đã sử dụng cây kéo quỷ trong cuộc đối đầu với quỷ hồ trước đó, nhưng có vẻ hắn đã bất lực và chìm xuống quỷ hồ. Ngay khi Dương Gian nhìn chằm chằm vào thi thể của Tào Dương, trong mắt Tào Dương lại chuyển động một cách kỳ quái, như là đang nhìn về phía Dương Gian. Tên này, vẫn còn sống à? Trong tích tắc, Dương Gian đã nhận ra. Tào Dương vẫn chưa chết, hắn vẫn còn sống, chỉ là bị mắc kẹt trong quỷ hồ không thể thoát ra giống như hắn bây giờ. Ý thức tỉnh táo nhưng cơ thể không cử động được. Tuy nhiên, Dương Gian vẫn đang tiếp tục chìm xuống. Điều này cho thấy quỷ hồ ở tầng 3 vẫn chưa thể hoàn toàn nhốt được hắn, vì vậy cần phải chìm xuống một nơi sâu hơn. Nhưng sau khi vượt qua tầng này, Dương Gian tiếp tục chìm xuống, cảm giác lạnh lẽo, cứng ngắc trên người hắn lại đang dần dần tiêu biến. Đây không phải là ảo giác, mà là sự thật. Các ngón tay của Dương Gian khẽ giật. Quỷ nhãn đỏ rực cũng dần dần mở ra một khe hở. Dần dần, hắn chìm xuống tầng 4. Đây là đáy của quỷ hồ. Dương Gian đã chạm đáy. Ở đây tối đen như mực, không thể nhìn rõ xung quanh. Nhưng khi mở vài quỷ nhãn ra, hắn có thể nhìn thấy cảnh tượng dưới đáy hồ. Một chút đá vụn, một số phù sa, không có gì lạ mắt. Nhưng có một thứ đã bị quỷ nhãn của Dương Gian nhắm vào, đó là một chiếc quan tài màu đen. Quan tài rất lớn, nằm yên dưới đáy hồ, hơn nữa nắp quan tài được mở ra một góc, một vài sợi tóc đen kỳ quái từ trong góc đó bay ra, đung đưa trong nước như cây rong bèo. Ngoài ra, không có gì xung quanh, đó có phải là nguồn gốc tạo ra quỷ hồ này không? Một chiếc quan tài màu đen rất giống với chiếc quan tài giam cầm quỷ sai. Quỷ nhãn của Dương Gian khóa chặt vị trí đó. Cảm giác lạnh lẽo và tê tái trên cơ thể hắn đã giảm đi một chút. Trong mơ hồ, dường như hắn có cảm ứng gì đó về thứ trong quan tài. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2344, đánh cắp 1. Trong đêm khuya, bên ngoài thị trấn cổ Thái Bình, Phùng Toàn mang theo hai cái xác được bọc trong tấm khăn trải giường và đi theo ông chủ Lưu của nhà trọ đến một khu đất hoang bên bờ sông bên ngoài thị trấn cổ Thái Bình. Vùng đất hoang này đầy rẫy cỏ dại,
Hơn nữa cỏ dại lại tươi tốt lạ thường, cao hơn đầu người, rậm rạp xanh tươi. Trong khi đó cỏ dại ở nơi khác lại thấp nhỏ, gầy còm, teo tóp, không biết vùng đất hoang này màu mỡ hay do gần sông có nguồn nước dồi dào. Đến rồi, chính là nơi này. Ông chủ Lưu dừng lại. Trong đêm đen, bóng của hắn kéo dài, ngọn đèn dầu mờ mịt lập lòe leo lắt, rốt cuộc mang theo Phùng Toàn tới đây. Đây là một nơi chôn cất. Mọi người trước kia hay gọi là bãi tha ma. Hãy đào một cái hố và chôn hai thi thể này ở đây. Ông chủ Lưu chỉ vào một khoảng đất trống có cỏ dại phía trước. Ánh mắt tê dại của Phùng Toàn khẽ đảo, tất cả những người chết trong thị trấn đều được chôn ở đây. Thảo nào cỏ dại ở khu đất hoang này mọc lên tươi tốt như vậy, nhưng hết người này đến người khác chết, có người lại mất tích, vậy mà không ai chú ý tới sao? Ngươi không biết thị trấn cổ Thái Bình là nơi như thế nào sao? Ngươi nghĩ người bình thường đến đây có thể điều tra ra cái gì? Ông chủ Lưu cười, chẳng phải ngươi muốn biết bí mật ở đây sao? Ngươi giúp ta thì ta có thể nói cho ngươi nghe một vài điều. Ta muốn biết thêm thông tin quỷ hồ, ngươi biết được bao nhiêu? Phùng Toàn không ngờ ông chủ lại nói thẳng như vậy, không cần hỏi lòng vòng cũng chủ động nhắc tới chuyện này. Như vậy cũng tốt, bớt lãng phí thời gian quanh co lòng vòng. Phùng Toàn lập tức ném hai xác chết xuống đất, cầm chiếc xẻng cũ dính đầy bùn đất trên tay đào một cái hố dưới đất, chuẩn bị chôn xác một đôi tình nhân ở bãi đất hoang này. Mặc dù hai người này vô tội, nhưng khi dính líu đến linh dị thì sẽ là như vậy, luôn có những người phải chết. Phùng Toàn đã quen nhìn sinh tử, hai cái xác chết đối với hắn rất bình thường, so với một sự kiện linh dị thực sự, mới có hai người chết cũng coi như thương vong rất ít. Khi một sự kiện linh dị nổ ra bên ngoài, không phải mấy chục, mấy trăm thì cũng phải mấy nghìn người chết. Mặc dù chiếc sẻng kỳ quái dính đất này là một đồ vật linh dị, nhưng cũng có thể dùng để xúc đất, nó cũng không tạo ra hiện tượng linh dị đặc biệt nào. Quỷ hồ à, cầm ngọn đèn dầu, ông chủ Lưu tìm một chỗ ít cỏ ngồi xổm xuống, lấy ra một bao thuốc lá không biết từ đâu ra, châm lửa một cách điêu luyện rồi hít một hơi dài. Sau khi phun ra một vòng khói, ông chủ Lưu chậm rãi nói, vấn đề này phải bắt đầu từ một chiếc quan tài. Đó là một chiếc quan tài màu đen được đặt ở trong hậu đường của nhà thờ họ của thị trấn cổ Thái Bình. Chuyện này đã xảy ra từ mấy chục năm trước rồi, phải nói từ thời ta còn nhỏ, tuy chuyện này đã qua rất lâu rồi. Nhưng có vài thứ luôn để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc trong ký ức hồi nhỏ của ta. Chiếc quan tài là một trong số đó. Phùng Toàn dừng động tác đào bới một chút, hắn nhìn ông chủ Lưu, quan tài kia có gì đặc biệt vậy? Có quỷ bên trong sao? Ông chủ Lưu nói, quan tài đã được đặt trong nhà thờ họ từ khi ta ghi chép. Ta không biết nó đã ở đó bao lâu. Nó có thể là một chiếc quan tài cũ còn sót lại từ thời dân quốc, nhưng ta cũng không quan tâm lắm đến một cái quan tài cũ như vậy. Dù sao ở thị trấn cổ khi đó, mỗi hộ gia đình đều có thói quen chuẩn bị quan tài. Cho đến một ngày, khi ta đi tiểu đêm, tình cờ đến gần nhà thờ họ, ta mơ hồ nghe thấy tiếng khóc của một người phụ nữ. Có rất nhiều điều cấm kỵ ở thị trấn cổ Thái Bình, một trong số đó là không được ra ngoài vào ban đêm. Điều cấm kỵ thứ hai là không được vào nhà thờ họ vào ban đêm. Hôm đó ta đã phạm vào hai điều cấm kỵ, ta bị tiếng khóc thu hút và bước vào nhà thờ họ, với lại ta rất tò mò rốt cuộc cô gái nào đang khóc vào ban đêm. Ông chủ Lưu tiếp tục hút điếu thuốc, ta men theo tiếng khóc đi ra phía sau nhà thờ họ và nhìn thấy một chiếc quan tài cũ màu đen. Không còn gì để nghi ngờ nữa, tiếng khóc đó phát ra từ trong quan tài. Hơn nữa xung quanh quan tài có một vũng nước, dường như là nước mắt của người trong quan tài. Có lẽ lúc đó còn trẻ và thiếu hiểu biết, hoặc có lẽ nhất thời tò mò. Ta nghĩ rằng có một cô gái bị nhốt trong quan tài, vì vậy ta muốn mở quan tài và cứu người đó ra. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2345, đánh cắp 2. Ngươi mở ra sao? Phùng Toàn hỏi, đặt sẻng xuống. Ông chủ Lưu cười nói, không, ta cố nhấc nắp quan tài lên, nhưng bị ai đó cản lại. Đó là một người ta không quen, ta vẫn nhớ người đó trông như thế nào. Đó là một ông già nhăn nheo, thiếu sức sống trong chiếc áo dài màu đen. Ông ta ngăn ta lại sau đó mỉm cười khuyên ta rời đi. Lúc đó ta hơi bối rối, đần độn bỏ đi. Sau đó, ta mới biết không có cô gái nào bị nhốt trong quan tài phía sau nhà thờ họ cả.
Ta nghe những người lớn tuổi kể lại rằng đó là một chiếc quan tài rỗng, đã được đặt ở đó từ lâu rồi, hơn nữa không có người già nào mặc áo dài trong nhà thờ họ. Và đấy là lần đầu tiên ta biết bí mật của thị trấn, cũng là lần đầu tiên ta đặt chân vào giới linh dị. Nói đến đây, ông chủ Lưu cảm thấy có chút bùi ngùi. Chuyện gì xảy ra sau đó? Phùng Toàn tiếp tục đào hố, nghe ông chủ Lưu kể về những trải nghiệm kỳ lạ của mình trong quá khứ. Ông chủ Lưu nói, sau đó trong một khoảng thời gian ngắn, đêm nào ta cũng nghe thấy rất rõ tiếng khóc của người phụ nữ vang lên trong nhà thờ họ. Lúc đó ta cũng không biết điều đó có nghĩa là gì. Chỉ biết bằng vào một ngày nọ, một vài người già ở thị trấn cổ Thái Bình đã quyết định đưa quan tài ra khỏi nhà thờ họ, giống y hệt như hôm nay, để tìm một nơi để chôn. Chôn sao? Chôn ở đâu? Phùng Toàn nhạy bén nhận ra nơi chôn cất quan tài chính là nguồn gốc của quỷ hồ. Ông chủ Lưu hút một điếu thuốc, nheo mắt nói, chôn ở ngoài hiện thực là khu vực linh dị mà người sống không thể lui tới, quan tài bị một chiếc thuyền màu đen chở đi. Cũng không ai biết quan tài được vận chuyển đến đâu, ta chỉ biết rằng sau đêm đó, thị trấn cổ Thái Bình không còn tiếng khóc nữa, tất cả trở lại bình yên. Chiếc thuyền màu đen, đó là cái gì? Phùng Toàn hỏi, thế hệ trước nói rằng đó là một con tàu quỷ để đưa người chết đi. Nếu người sống lên tàu, họ sẽ không bao giờ quay lại được. Nhưng đây chỉ là một câu chuyện để lừa trẻ con mà thôi, ta không tin vào điều này. Lúc này ông chủ Lưu lộ ra vẻ tươi cười. Nụ cười có chút kỳ quái, như thể đang nghĩ đến vài điều gì đó đặc biệt. Lý do khiến người sống không thể quay lại là vì họ không muốn người ngồi trên chiếc thuyền nhỏ quay về, bởi vì trên thuyền có một con quỷ. Chỉ cần ngồi thuyền là sẽ bị ác quỷ nguyền rủa, gặp phải những chuyện nguy hiểm không rõ, không ai có thể né tránh, cho nên nói một cách chính xác đó là con đường một đi không quay lại. Ánh mắt Phùng Toàn khẽ động, nếu trên thuyền có quỷ, tại sao không nhốt quỷ lại rồi xử lý là xong? Có lẽ con tàu đó chính là con quỷ. Ông chủ Lưu liếc mắt nhìn, người trẻ tuổi luôn nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy, con thuyền có thể chở người chết đi mà ngươi nghĩ là bình thường được sao? Quên đi, ta sẽ không bàn về chuyện chiếc thuyền thêm nữa, hãy nói về quỷ hồ mà ngươi hứng thú đi. Thật ra trước khi các ngươi tới, ta cũng đã nghe thông tin về quỷ hồ rồi. Lúc ta nghe được vài tin tức, ta nghĩ ngay đến chiếc quan tài màu đen được vận chuyển đi. Sau nhiều năm như vậy, nếu có chuyện thì chắc cũng sắp xảy ra rồi. Ta chỉ không ngờ rằng những chiếc quan tài bị con tàu quỷ mang đi cuối cùng lại tạo thành quỷ hồ và thậm chí ảnh hưởng đến cả bên ngoài. Phùng Toàn nhíu mày, cho nên đây là chân tướng của quỷ hồ. Không phải lúc trước ngươi nói quỷ hồ mất khống chế bởi vì giam giữ quá nhiều quỷ sao? Những gì ta đang nói chỉ là nguồn gốc của quỷ hồ, không phải tác dụng của quỷ hồ. Những người đó sử dụng quan tài để làm gì? Đây không phải là chuyện mà ta có thể biết khi còn nhỏ. Ông chủ Lưu nói, về tác dụng giam giữ ác quỷ của quỷ hồ, đó cũng chỉ là suy luận và phán đoán sau này của ta thôi. Thì ra là như vậy. Phùng Toàn gật đầu. Như vậy thì rất hợp lý, ông chủ Lưu này chỉ là nhân chứng, không phải là người tham gia. Vậy tìm ra chiếc quan tài và xử lý con quỷ trong quan tài thì có thể giải quyết được sự kiện quỷ hồ. Phùng Toàn lại nói, không đơn giản như vậy. Ông chủ Lưu nói xong quay đầu đi, ánh mắt men theo con sông nhỏ nhìn về phía xa xăm. Phía xa tối đen như mực, không có gì cả, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một chút ánh sáng trên mặt sông. Nếu quỷ trong quan tài dễ xử lý như vậy, những người già trước đây đã không phải vận chuyển quan tài đi. Cái gọi là dùng quỷ hồ giam cầm ác quỷ chắc chắn không phải là lựa chọn tốt nhất, có lẽ chỉ là lựa chọn bất đắc dĩ mà thôi, nếu không thì quỷ hồ đã phải hình thành từ lâu lắm rồi. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2346, đánh cắp 3. Sau đó ông chủ Lưu nói ra nỗi lo của mình. Phùng Toàn im lặng, bây giờ hắn đã đào xong cái hố, sâu đến mức không dễ tìm. Tiếng sột soạt tiếp tục vang lên ở vùng đất hoang cỏ dại này. Hai xác chết bắt đầu được chôn cất, còn ở trong quỷ hồ. Dương Gian, người chìm xuống đáy hồ như một tác phẩm điêu khắc, vĩnh viễn không chết đuối trong hồ nước lạnh lẽo và tăm tối này. Theo thời gian trôi qua, cảm giác tê dại lạnh lẽo trên người hắn cũng dần dần biến mất. Cảm giác này không phải là cảm giác trên thân thể, mà là một kiểu linh dị và áp chế nào đó đang không ngừng suy yếu. Không, sức mạnh linh dị trong quỷ hồ không hề yếu đi,
mà là ảnh hưởng của nó đối với bản thân hắn ngày càng nhỏ. Sự thay đổi kỳ lạ đến mức khó nói, nhưng ít nhất thì bây giờ Dương Gian đã có thể mở quỷ nhãn của mình để nhìn thấu mọi thứ dưới đáy hồ, tay chân cũng dần dần có thể cử động được. Dương Gian tin rằng chỉ cần sự thay đổi này tiếp tục diễn ra, hắn sẽ có thể hồi phục khả năng hành động của mình trong hồ. À, có thể đợi, nhưng A Hồng cùng Lý Tuấn không thể chờ lâu hơn. Lần hành động này vừa mới bắt đầu, không thể hao tổn quá lớn. Việc cấp bách nhất hiện giờ chính là tìm cách cứu mạng A Hồng, miễn là A Hồng không chết, Lý Quân sẽ không chết, lần hành động này không tính là một thất bại. Lúc này Dương Gian đã khá hơn một chút và đang nghĩ cách lật ngược tình thế. Hắn cảm thấy phải tìm cách bảo vệ A Hồng. Nhưng hắn có thể làm gì bây giờ? Quỷ nhãn chuyển động. Ở dưới đáy hồ, ngoài việc nhìn thấy chiếc quan tài màu đen hở một góc, Dương Gian còn nhìn thấy một chiếc tủ sơn đỏ trong lớp bùn ở một góc khuất. Đó là tủ quỷ. Lúc này, chiếc tủ quỷ đang chìm dần trong bùn như bị mắc kẹt trong đó, không thể thoát ra. Cái tủ quỷ này rốt cuộc là cái quái gì vậy? Lời nguyền của nó thực sự có thể kéo dài tới tận quỷ hồ sao? Dương Gian ngạc nhiên. Dường như sự xuất hiện của chiếc tủ quỷ đã nhắc nhở hắn rằng ngay cả ở một nơi như vậy, giao dịch vẫn có thể tiếp tục. Muốn tranh thủ cháy nhà cướp của, để khiến ta bắt đầu một vòng giao dịch mới vào lúc này sao? Hắn dần hiểu ra ý nghĩ của chiếc tủ quỷ này. Trong tình huống tuyệt vọng này, quả thực rất dễ khiến người ta khẩn trương tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng Dương Gian rất bình tĩnh, thậm chí không hoảng sợ chút nào. Ngay cả khi bị mắc kẹt ở đây, hắn vẫn có thể tồn tại ở đây rất lâu và sẽ không có nguy cơ tử vong trong thời gian ngắn. Lúc này, tay và chân của Dương Gian đã cử động bình thường, hắn thấy rằng mình có thể từ từ đi lại dưới đáy hồ. Sau khi có thể cử động, đầu óc hắn cũng linh hoạt trở lại. Ta không cần tủ quỷ để bảo vệ bản thân, vì vậy bắt đầu giao dịch là không lý trí, nhưng nếu ta sử dụng tủ quỷ thì bây giờ ta có thể cứu A Hồng. Miễn là cứu được A Hồng và Lý Quân, đợi ta hoạt động bình thường trở lại thì mọi thứ mới có thể tốt hơn, nếu không có quỷ hỏa của Lý Quân. Kết nối với cao ốc Bình An, ta khó có thể rời khỏi đây. Quỷ nhãn của Dương Gian tiếp tục nhìn chằm chằm vào tủ quỷ cách đó không xa. Sau một hồi suy nghĩ, hắn đã nghĩ ra một phương pháp đặc biệt. Một phương thức không cần mở giao dịch mà vẫn lợi dụng được tủ quỷ giúp hắn cứu A Hồng. Dương Gian không thể cử động tay chân một cách linh hoạt, nhưng cơ thể hắn rất nhẹ nhàng khi ở dưới nước nên vẫn còn một chút khả năng hành động. Hắn cố hết sức tiến lại gần tủ quỷ, đồng thời lấy ra một miếng giấy dán lên người. Đây là giấy dán điều ước, viết một điều ước lên giấy dán và điều đó sẽ trở thành hiện thực. Thứ này được lấy từ trong tay một cô bé tên Triệu Nhã. Trong quỷ hồ, tác dụng của giấy dán điều ước hầu như không có giá trị, nhưng nếu ta viết ra điều ước muốn cứu Á Hồng và gửi vào tủ quỷ thì tủ quỷ có thể chặn được ảnh hưởng của quỷ hồ. Sau đó giấy dán điều ước sẽ phát huy tác dụng. Một khi giấy dán điều ước phát huy tác dụng, giấy dán điều ước sẽ xung đột với giao dịch của tủ quỷ. Tới lúc đó liệu giao dịch của tủ quỷ phát huy tác dụng hay giấy dán điều ước trở thành hiện thực đây? Hay cả hai đều bị ảnh hưởng và không hoạt động? Đây là một cuộc đối đầu linh dị. Đó cũng là cách duy nhất Dương Gian có thể nghĩ ra để bảo vệ A Hồng. Chỉ cần một bước này thành công, sau đó hắn có thể yên lặng chờ bản thân khôi phục hoàn toàn, sau đó thoát khỏi ảnh hưởng của quỷ hồ, quay về trên mặt hồ. Về chiếc quan tài kia, tạm thời ta không thể giải quyết nó được, bây giờ ta không có khả năng đụng vào quan tài nghi là nguồn gốc của quỷ hồ. Khi đến gần tủ quỷ, quỷ nhãn của Dương Gian lại liếc nhìn chiếc quan tài màu đen. Mối liên hệ và cảm ứng nào đó ngày càng sâu sắc hơn. Hắn biết rằng mình bị ảnh hưởng bởi thứ đồ bên trong quan tài nên mới có thể cử động bình thường trở lại, nếu không Dương Gian sẽ trôi trong nước như những người khác và không thể hồi phục. Thực ra, điều mà Dương Gian không biết là hắn không hề bị ảnh hưởng bởi ác quỷ trong quan tài. Mà trong thế giới ký ức, hắn đã đánh bại ác quỷ xâm chiếm ký ức, giờ hắn đang điều khiển ác quỷ trong quỷ vực. Không, nói đúng ra, đây không phải là khống chế, bởi vì quỷ vẫn ở trong quỷ hồ, không phải ở trên người Dương Gian. Tuy nhiên trên người Dương Gian đã và đang dần dần sở hữu sức mạnh linh dị của quỷ hồ. Do đó gọi đây là hành vi đánh cắp thì đúng hơn. Dương Gian đang liên tục đánh cắp sức mạnh linh dị của quỷ hồ theo cách mà hắn thậm chí không hề hay biết. Còn về giới hạn ăn cắp là bao nhiêu thì không ai biết. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại Thư viện Sách Nói miễn phí.
truyệnđọcviệt.com. Chương 2347, xung đột linh dị 1. Chiếc tủ quỷ hiển nhiên không đơn giản như một món đồ linh dị thông thường. Lời nguyền của tủ quỷ cũng không giống với những lời nguyền khác, nó tồn tại ngay cả ở dưới đáy quỷ hồ. Hơn nữa còn có thể tiếp tục mở giao dịch. Dương Gian vốn tưởng rằng không thể tiếp tục giao dịch với tủ quỷ trong sự kiện quỷ hồ này, nhưng trong cục diện này, hắn buộc phải mở giao dịch để cứu mạng A Hồng, như vậy mới cứu được Lý Quân và xoay chuyển tình thế. Nhưng hắn đã không thực hiện thỏa thuận một cách trực tiếp. Thay vào đó, hắn chọn giấy dán điều ước làm vật dẫn nội dung của giao dịch này. Liệu giấy dán điều ước có thành hiện thực và cứu được A Hồng, hay quy tắc giao dịch của tủ quỷ mạnh hơn khi mà linh dị đối đầu, một bên ắt phải bị ảnh hưởng. Đôi mắt Dương Gian khẽ động. Ngay cả khi ở dưới nước, quỷ nhãn vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc tủ kiểu cũ được phủ một lớp sơn đỏ tươi. Hắn thầm hy vọng ác quỷ của thực hiện điều ước sẽ chiến thắng tủ quỷ, bởi vì chỉ có như vậy thì hắn mới có thể phá bỏ lời nguyền tủ quỷ. Tuy nhiên, linh dị luôn ẩn chứa nhiều bất trắc. Nếu không thử thì không bao giờ biết được kết quả sẽ ra sao. Trong hồ nước lạnh lẽo, mặc dù lúc này tay chân của Dương Gian cứng ngắc nhưng hắn đã có thể cử động được. Khi đến gần tủ quỷ, hắn lấy ra một tờ giấy dán nhàu nát. Dù ở trong nước nhưng giấy dán không hề bị ngấm nước. Rõ ràng là có một lớp sức mạnh linh dị vô hình được gửi lại trên tờ giấy dán này. Mặc dù nước trong quỷ hồ cũng có sức mạnh linh dị nhưng không thể bào mòn hoàn toàn tờ giấy dán này. Đồ mang theo bên người có chút lộn xộn. Dương Gian thậm chí còn rút trong túi áo khoác ra một cây bút đặc biệt. Hắn đã thử và cây bút vẫn có thể viết được trong môi trường nước. Ngay sau đó, hắn không do dự viết một câu trên giấy dán này: A Hồng sẽ không chết đuối. Dương Gian cố ý tránh sự xuất hiện của hai chữ quỷ hồ. Hắn lo lắng rằng những từ liên quan đến linh dị sẽ làm tăng độ khó, khiến điều ước khó mà thành hiện thực, hoặc giao dịch với tủ quỷ quá khó và dẫn đến thất bại. Dù là trường hợp nào thì hắn cũng không muốn nhìn thấy. Vì vậy hắn không viết A Hồng không thể bị quỷ hồ giết mà chỉ viết đơn giản là A Hồng sẽ không chết đuối. Càng đơn giản thì càng hiệu quả. Sau khi viết xong câu này, Dương Gian không do dự nhét giấy dán điều ước vào trong tủ quỷ. Dường như cánh cửa của tủ quỷ có thể ngăn chặn sự xâm nhập của quỷ hồ. Một khi giấy dán điều ước thoát khỏi giới hạn của quỷ hồ thì điều ước trên giấy dán sẽ được hiện thực hóa ngay lập tức, nhưng đồng thời, giao dịch của tủ quỷ cũng sẽ bắt đầu lại. Bên trong tối đen như mực, ngay cả quỷ nhãn cũng không thể nhìn vào bên trong tủ quỷ. Khi giấy dán điều ước được nhét vào, quy tắc giao dịch của tủ quỷ sẽ bắt đầu hoạt động. Yêu cầu mà Dương Gian viết ra không phải là quá đáng, nó chỉ là một yêu cầu để một người không bị chết đuối. Vì vậy, việc hoàn thành yêu cầu này là chuyện vô cùng đơn giản. Tuy nhiên, khi chiếc tủ quỷ sắp hoàn tất giao dịch thì giấy dán điều ước thuộc về linh dị cũng xuất hiện. Đây cũng là một điều ước rất đơn giản, có thể dễ dàng thành hiện thực. Và như vậy, cuộc xung đột linh dị bắt đầu. Điều bất thường xuất hiện rồi. Đột nhiên, Dương Gian phát hiện có điều không ổn. Hắn lập tức lùi lại. Chiếc tủ quỷ ngập trong nước lúc này run rẩy từ nhẹ đến mạnh, cuối cùng rung lắc dữ dội, đồng thời máu tươi sền sệt không ngừng tràn ra từ cửa tủ, nhuộm đỏ cả nước hồ xung quanh. Bùm! Đột nhiên với một âm thanh như tiếng nổ, lúc này cánh cửa tủ bên trên của tủ quỷ đột nhiên mở ra một nửa, một mảnh vụn nhỏ của giấy dán điều ước từ bên trong bay ra. Mảnh giấy dán khác trước đây hoàn toàn nhuốm máu và chuyển sang màu đỏ tươi quái lạ. Chiếc tủ quỷ vẫn đang rung lắc. Dương Gian thậm chí còn nhìn thấy những vết nứt bắt đầu xuất hiện trên cánh cửa của chiếc tủ quỷ, dường như có một thế lực linh dị rất mạnh đang quấy nhiễu trong đó. Đúng như dự đoán, có một cuộc xung đột linh dị mạnh mẽ giữa giấy dán điều ước và chiếc tủ quỷ. Khi cuộc xung đột này diễn ra, có khả năng sẽ xảy ra những tình huống khó mà tưởng tượng nổi. Dương Gian đã lùi lại một khoảng cách đủ xa mà hắn tin rằng khoảng cách này không thể ảnh hưởng đến sự an toàn của mình. Cùng lúc đó, ở một thành phố nhỏ kín đáo cách tổng bộ 200 km, Lưu Tư Duyệt hiện đang sống với Triệu Tiểu Nhã trong một tòa nhà dân cư tương đối hẻo lánh. Nàng là một người đã chết được Dương Gian hồi sinh bằng một sợi dây chuyền của quỷ lừa đảo, đồng thời sửa đổi ký ức. Nhiệm vụ của nàng là chăm sóc Triệu Tiểu Nhã và dạy dỗ nàng để Triệu Tiểu Nhã có thể kiểm soát tốt hơn ác quỷ lang thang xung quanh. Lúc này đã là 1 giờ đêm. Mặc dù Lưu Tư Duyệt không phải là người bình thường, nhưng nàng cũng là một người dựa vào các chức năng của cơ thể để hoạt động. Lúc này nàng đang ngủ. Và trong căn phòng bên cạnh, Triệu Tiểu Nhã đang ngủ say trên giường,
đột nhiên mở to đôi mắt mà không có điểm báo gì. Trong đôi mắt ấy không có biểu cảm gì, chỉ có một sự kỳ quái khó tả. Nhưng dần dần, biểu cảm của Triệu Tiểu Nhã đã trở lại. Nàng quay đầu nhìn về vị trí bên đầu giường, giống như ở đó có người theo dõi nàng mọi lúc, ngay cả khi đêm xuống, người đó vẫn lảng vảng bên người nàng, không rời một giây nào. Nhưng đúng lúc này, ánh mắt của Triệu Tiểu Nhã đã thay đổi. Đầu tiên nàng nhìn về phía đầu giường, sau đó đến cuối giường, sau đó là vị trí của cánh cửa. Cọt kẹt. Trong đêm tối, cánh cửa đang đóng chặt đột nhiên mở ra một cách kỳ lạ. Trong phòng khách trống không, dường như có tiếng bước chân mơ hồ vang vọng, bước chân có chút vội vã rồi dần dần đi xa. Ngươi đi đâu đó? Triệu Tiểu Nhã đột nhiên xoay người, chân trần bước ra khỏi giường và đuổi theo. Nàng rời khỏi phòng và chạy ra phòng khách, nhưng sau đó cửa nhà cũng đã được mở ra từ lúc nào, tiếng bước chân vội vã lại vang lên lần nữa ở trong thang máy bên ngoài. Chờ ta với. Triệu Tiểu Nhã mặc đồ ngủ và đuổi theo bằng chân trần ra ngoài. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2348, xung đột linh dị 2. Nhưng mà hành lang tối om om, nàng đuổi theo cũng không nhanh, đợi đến khi nàng xuống tầng và tới con đường bên ngoài, chỉ có thể nhìn thấy đường phố vắng vẻ không một bóng người. Tất cả đèn đường đều nhấp nháy, hơn nữa dường như độ sáng của cả khu vực đó đã bị cố ý giảm xuống, khắp nơi đều mù mịt. Nhưng ở phía xa, một ngọn đèn mà bóng tối không thể bao phủ đang càng lúc càng xa. Tốc độ rất nhanh, nhanh đến mức không thể tin nổi. Con quỷ lảng vảng bên cạnh Triệu Tiểu Nhã có thể hoàn thành điều ước đang nhanh chóng rời đi. Triệu Tiểu Nhã đứng giữa đường, nàng ngơ ngác nhìn về hướng ác quỷ rời đi. Tiểu Nhã, tại sao ngươi lại chạy ra ngoài? Một lúc sau, một giọng nói nhẹ nhàng xuất hiện sau lưng Triệu Tiểu Nhã. Lưu Tư Duyệt thở hổn hển, nàng cảm thấy có gì đó không ổn, vội vã chạy tới sau khi tỉnh dậy. Nhiệm vụ của nàng là chăm sóc Triệu Tiểu Nhã và phòng ngừa ác quỷ bên cạnh Triệu Tiểu Nhã mất kiểm soát, vì vậy nàng không thể thả lỏng cảnh giác một giây phút nào. Nó bỏ đi mà không chào ta, không biết nó có quay lại không. Triệu Tiểu Nhã hơi cúi đầu xuống, trông nàng rất uể oải, cũng có chút đau lòng và buồn bã. Nó chắc chắn là ám chỉ ác quỷ bên cạnh Triệu Tiểu Nhã. Đôi mặt Lưu Tư Duyệt khẽ động, nàng không thể hiểu được hiện tượng này, nàng chỉ biết rằng ác quỷ không thể rời đi trước khi Triệu Tiểu Nhã chết. Chỉ khi Triệu Tiểu Nhã chết, ác quỷ mới đi tìm vật chủ tiếp theo. Có lẽ nó chỉ đi ra ngoài một chuyến, vài ngày nữa sẽ trở về. Người lớn cũng phải đi làm và có việc riêng của mình chứ. Lưu Tư Duyệt ngồi xổm xuống an ủi Triệu Tiểu Nhã với nụ cười trên mặt. Chúng ta về nhà chờ được không? Buổi tối đứng trên đường như thế nào không an toàn, lỡ gặp nguy hiểm thì không ổn. Nào, trở về ngủ với ta, biết đâu lúc tỉnh dậy nó đã trở lại rồi. Nàng vừa nói vừa đi tới nắm tay Triệu Tiểu Nhã. Tuy nhiên, Triệu Tiểu Nhã giằng ra và lùi lại mấy bước, trên mặt lộ ra vẻ khó tả, giống như một loại oán hận. Chắc chắn ngươi đã đuổi nó đi, tất cả đều là lỗi của ngươi, nếu ngươi không xuất hiện thì nó đã chẳng bỏ đi. Khi nào nó quay lại, ta sẽ bảo nó đuổi ngươi đi, ta cũng không cần ngươi nữa. Nhìn thấy sự oán hận trong mắt Triệu Tiểu Nhã, nụ cười của Lưu Tư Duyệt đông cứng lại, một cơn ớn lạnh không thể giải thích được tràn ngập trái tim cô. Không nghi ngờ gì nữa, một khi ác quỷ quay lại, câu nói này của Triệu Tiểu Nhã đủ để khiến con quỷ kia giết chết nàng. Bây giờ, Lưu Tư Duyệt vẫn ổn vì ác quỷ bỏ đi không rõ lý do, cho nên điều ước của Triệu Tiểu Nhã vô hiệu và không thể thực hiện được. Ta phải sửa lại suy nghĩ của nàng càng sớm càng tốt, nếu không ta không thể ở lại được nữa, hy vọng con quỷ đó có thể bỏ đi thêm vài ngày nữa để ta có đủ thời gian. Lưu Tư Duyệt thầm nói trong lòng, mặc dù nàng là người chết được dương gian hồi sinh và giao phó trách nhiệm và sứ mệnh, nhưng nàng cũng có suy nghĩ độc lập. Vì vậy nàng không muốn bị linh dị giết chết một cách dễ dàng sau khi khó khăn lắm mới sống lại được. Lưu Tư Duyệt cũng muốn sống tiếp, còn ở trong quỷ hồ. Tủ quỷ rung lắc càng ngày càng kịch liệt, thậm chí ngay cả cánh tủ phía trên tủ quỷ cũng bị chóc rơi cả ra, sau đó nứt ra trong nước. Lớp sơn đỏ bị bong chóc, cuối cùng trở thành một vài mảnh gỗ mục nát không dễ thấy, tan vào phù sa dưới đáy hồ. Cường độ của cuộc đối đầu linh dị có phần quá mức, ngay cả tủ quỷ cũng bị hư hỏng. Có thể tưởng tượng ra ác quỷ có thể thực hiện điều ước chắc chắn là một tồn tại rất đáng sợ. Rắc,
Rắc, bùm. Ngay khi Dương Gian đang suy nghĩ và quan sát, thì đột nhiên, chiếc tủ quỷ vốn đang rung lắc dữ dội bỗng chốc lấy lại bình tĩnh trong vài giây, tưởng chừng sự việc đã kết thúc. Chiếc tủ quỷ đột nhiên xuất hiện hàng loạt vết nứt gớm ghiếc, miếng gỗ không ngừng nứt toác, sau đó là một tiếng động bị bóp nghẹt, chiếc tủ gỗ sơn mài đỏ đã nổ tung. Nước hồ cuồn cuộn, gỗ vụn văng khắp mọi nơi. Khi đã tan nát, gỗ trong nước nhanh chóng bị oxy hóa, lớp sơn đỏ bong chóc, miếng gỗ mục nát, chiếc tủ quỷ biến mất trong nháy mắt. Tủ quỷ vỡ vụn chỉ trong nháy mắt, trong nước của quỷ hồ. Lúc này A Hồng đã mất đi ý thức, sau khi linh dị trong cơ thể nàng bị nước hồ áp chế. Nàng không thể sống sót trong nước chứ đừng nói đến việc nổi lên, vì vậy nàng ngất xỉu vì đuối nước như người bình thường. Nhưng nàng vẫn chưa chết hoàn toàn, nàng vẫn có thể tỉnh lại nếu được sơ cứu ngay lập tức. Suy cho cùng, thời gian đuối nước còn rất ngắn, có thể cứu được, nhưng điều này không thể xảy ra nên. Giờ đây A Hồng cũng giống như những xác chết khác, lặng lẽ ngâm mình trong nước hồ cho đến khi quỷ hồ nuốt trọn tia sống cuối cùng của nàng. Nhưng đúng lúc này, A Hồng được cho là đã chết đuối, không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng ý thức của nàng dần dần minh mẫn lại, nàng đã tỉnh dậy sau cơn hôn mê bất tỉnh. Trong lòng A Hồng xuất hiện một cảm giác chưa từng có, hình như nàng có thể thở trong nước. Không, đó không phải thở, mà như thể nước hồ không thể ảnh hưởng đến nàng được nữa, mặc dù cơ thể của A Hồng vẫn không thể cử động. A Hồng được giải cứu thành công, nhưng liệu đây có phải là giấy dán thực hiện điều ước hay là giao dịch của tủ quỷ, điều này không ai có thể biết được. Chỉ biết một điều rằng, quỷ hồ không thể ngăn cản chuyện này xảy ra, ác quỷ thực hiện điều ước đã thắng sao. Khi Dương Gian nhìn thấy chiếc tủ quỷ bị vỡ tan tành, theo bản năng hắn nghĩ rằng con quỷ điều ước đã chiến thắng, dù sao hắn cũng không thể biết được tình hình bên phía Lưu Tư Duyệt. Bất kể điều ước có thành hiện thực hay không, mặc kệ bên nào thắng, ta chỉ làm điều ta nên làm, tốt nhất là A Hồng còn sống, nếu không thì ta cũng đành chịu. Nhưng có thể khẳng định một điều, bây giờ lời nguyền của tủ quỷ đã được ta hóa giải bằng cách sử dụng phương pháp linh dị đối đầu này. Hắn cảm thấy dù có thế nào thì mình cũng không hề lỗ. Chiếc tủ quỷ bị vỡ nát cũng là một chuyện tốt. Dù sao lần trước Dương Gian đã dùng dao chẻ củi đã bổ nát tủ quỷ, cũng chỉ để giải quyết rắc rối này một lần và mãi mãi. Hắn không muốn thực hiện giao dịch với tủ quỷ. Có lẽ Dương Gian nhìn chằm chằm tủ quỷ quá say sưa, sau khi tủ quỷ biến mất, hắn mới nhận thấy một điều. Trong mơ hồ, dường như hắn cảm giác được một đôi mắt đang âm thầm nhìn trộm hắn. Hắn nhìn sang một hướng khiến người ta bất an. Đó là chiếc quan tài màu đen ở giữa hồ. Nắp quan tài được hé lên một góc, có thể mơ hồ nhìn thấy một số động tĩnh bên trong. Ngay ban nãy trong góc quan tài kia, một ánh mắt nhìn trộm quăng tới đây, khiến người ta không tự chủ được phải cảnh giác. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2349, Hồ nước mất kiểm soát 1. Dưới đáy hồ, thứ phiền phức nhất không phải là tủ quỷ vẫn luôn xuất hiện bên cạnh Dương Gian, mà rõ ràng chiếc quan tài đen mới là tồn tại nguy hiểm nhất. Qua góc mở của nắp quan tài, Dương Gian thậm chí còn cảm thấy có một ánh mắt đang dòng ngó hắn. Đây không phải là ảo giác, ban nãy ánh mắt đó luôn nhìn chằm chằm vào hắn, không có chuyện hắn nhận nhầm, quả nhiên trong chiếc quan tài có thứ gì đó đang quan sát hắn. Nguồn gốc của ác quỷ quỷ hồ chính là ở trong quan tài màu đen này. Lúc này, cảm giác lạnh lẽo tê dại trên người Dương Gian đã tiêu tán đi rất nhiều. Bây giờ hắn cảm thấy mình đã có thể đi lại bình thường. Nhưng chỉ có vậy thôi, hắn vẫn không thể sử dụng thêm sức mạnh linh dị, không biết là do nước hồ xung quanh hay do bản thân có vấn đề, tóm lại là giờ hắn đã bị hạn chế. Chính vì vậy mà ban đầu Dương Gian không đến gần quan tài đen, thay vào đó hắn dùng giấy dán điều ước và chiếc tủ quỷ để cứu A Hồng. Bây giờ liệu ta có thể đối phó với con quỷ trong quan tài không? Lúc này hắn đang cảm thấy do dự, không có nhiều niềm tin lắm. Nhưng không có nghĩa là tuyệt vọng, bởi vì trong tay Dương Gian vẫn còn đinh quan tài và dao chẻ củi, ngay cả khi linh dị bị hạn chế thì hắn vẫn có đồ để chiến đấu chống lại bất kỳ linh dị nào. Nhưng ta cảm thấy cơ thể đang hồi phục, ta nên đợi một lúc nữa, hay là cố gắng động thủ ngay bây giờ. Dương Gian nắm chặt cây thương dài bị nứt trong tay. Hắn có thể cảm nhận được tình trạng của mình đang dần hồi phục.
ảnh hưởng của quỷ hồ đối với hắn không ngừng suy yếu. Có vẻ như dương gian đang thích nghi với môi trường nơi đây. Tình huống này có chút trái với lẽ thường, bởi vì Lý Tuấn và Tào Dương vẫn đang chìm trong nước hồ không thể di chuyển. Hắn cũng là một người ngự quỷ, theo lý mà nói thì cũng phải có kết cục giống họ, nhưng hắn đã trở thành một trường hợp đặc biệt. Đây không phải chuyện ngẫu nhiên, chắc chắn có liên quan đến chuyện xảy ra trên con thuyền đen ban nãy. Ta không thể vội vàng, nếu tình trạng của ta đang được cải thiện, ta nên đợi thêm một lúc nữa. Nếu con quỷ không làm gì ta lúc này, có nghĩa là bây giờ ta vẫn an toàn, hơn nữa chiếc quan tài này đã ở trong hồ lâu như vậy, chờ một chút nữa chắc cũng không phải vấn đề lớn. Sau khi cân nhắc, Dương Gian đã chọn để bản thân làm quen nhiều thêm một chút rồi mới động thủ. Nhưng quỷ nhãn của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào góc mở của quan tài. Trong lúc quan sát, Dương Gian dần dần phát hiện những thứ trong quan tài này có vẻ hơi quen thuộc với hắn, có một sự liên quan không rõ ràng. Cảm giác này rất kỳ lạ. Thêm vào đó, cùng với sự trôi qua của thời qua, cảm giác này ngày càng mạnh mẽ hơn. Trong khi hắn đang nhìn trộm ác quỷ, có vẻ như ác quỷ trong quan tài cũng đang nhìn trộm hắn. Mặc dù Dương Gian không thể nhìn thấy những gì bên trong qua góc mở của quan tài, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự kỳ quái bên trong quan tài. Tuy nhiên, điều hắn không biết là, trong khi hắn cảnh giác với quan tài đen và chờ cơ thể hồi phục, toàn bộ quỷ hồ đang trải qua một số thay đổi kỳ lạ một cách vô tình. Xung quanh Dương Gian dường như có những dòng chảy vô hình trong hồ, những dòng chảy này khuấy động nước hồ tĩnh mịch khiến những xác chết ngâm trong hồ cũng rung chuyển. Những xác chết này dần dần bắt đầu trôi và hướng trôi của nó nhất quán một cách đáng kinh ngạc. Tất cả đều đang tiếp cận về phía Dương Gian. Nhưng không phải tất cả các xác chết đều như vậy, hầu hết các xác chết vẫn lặng lẽ trôi nổi trong nước mà không hề nhúc nhích. Tình huống này xuất hiện đồng nghĩa với việc Dương Gian đang vô tình làm ảnh hưởng đến hoạt động của toàn bộ quỷ hồ, dần dần phá vỡ sự cân bằng lâu dài nào đó. Cùng lúc đó, ào ào, một tiếng nước vỡ vang lên trên mặt hồ, chợt nhìn thấy bàn tay trắng bệch ngâm trong nước đột nhiên thò ra từ vùng nước sâu tối tăm. Sóng nước dao động, lúc này một chiếc thuyền giấy đang nổi trên mặt nước đang bấp bênh dữ dội. Nhưng bàn tay trắng bệch đã nắm lấy chiếc thuyền giấy một cách chuẩn xác, như thể nó đã nắm được một cây cỏ cứu mạng. Chiếc thuyền giấy lắc lư, kỳ lạ là chiếc thuyền giấy nhỏ không hề chìm. Ngay sau đó, đầu Liễu Tam nổi lên mặt nước, cả người ướt sũng như thể ngâm rất lâu, nhưng hắn không hít một hơi thật mạnh khi lên khỏi mặt nước. Thậm chí hắn còn không kịp thở, sắc mặt không thay đổi, chỉ là trong mắt ánh lên một chút vui sướng. Quả nhiên đúng như ta đoán, chiếc thuyền giấy này có thể từ chỗ sâu trong quỷ hồ nổi lên. Điều này chứng tỏ quỷ hồ không thể nuốt chửng nó. Có thể nổi trên mặt hồ, điều đó có nghĩa là thuyền giấy không dựa vào sức nổi, mà dựa vào sức mạnh linh dị nào đó. Nó trông giống như một chiếc thuyền giấy, nhưng trên thực tế về khả năng chịu tải, nó thậm chí có thể làm tốt hơn chiếc thuyền gỗ nhỏ màu đen kia. Một tay Liễu Tam bám vào thuyền giấy, dù cố gắng thế nào cũng không thể nhấn chìm thuyền giấy xuống nước. Chiếc thuyền giấy này quá đủ để chịu tải trọng lượng của hắn. Do đó, hắn đã được cứu, tạm thời không có nguy cơ chìm xuống đáy hồ. Nhưng tình hình vẫn không khả quan, bởi vì Liễu Tam vẫn phải tìm cách thoát khỏi đây, hắn cũng không định lênh đênh trên hồ nước này mãi, hay ở lại một nơi quái gở này. Cố gắng bơi vào bờ được không đây? Liễu Tam nhìn cách đó không xa. Quỷ hồ không phải vô tận, nó cũng có điểm cuối, cách hắn cũng không xa lắm, chỉ cần dựa vào thuyền giấy bơi một lúc là có thể lên bờ thoát khỏi quỷ hồ. Nói là, làm, Liễu Tam bắt đầu bơi. Với sức nổi của chiếc thuyền giấy, hắn cố gắng bơi vào bờ một cách vụng về nhất. Tuy phương pháp này không hẳn là hữu dụng, nhưng đây là phương pháp tốt nhất hiện tại mà có thể nghĩ ra, dù sao hắn vẫn ngâm mình trong nước hồ. Trong trường hợp này, linh dị của hắn đã bị quấy nhiêu và áp chế cực lớn, cho dù có cách thì cũng không thể sử dụng. Nhưng vào lúc này, sự biến hóa của quỷ hồ càng ngày càng lớn, tuy quỷ hồ vẫn yên ả như trước, nhưng bên ngoài lại khác. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Chương 2350, hồ nước mất kiểm soát 2. Bên ngoài thị trấn cổ Thái Bình, lúc này Phùng Toàn đang dùng sẻng phủi vào ngôi mộ. Theo thói quen, hắn đã xây một ngôi mộ cho hai người vô tội đã chết, để lại một chút dấu vết để sau này dễ nhận dạng. Dù sao hắn cũng không phải hung thủ,
việc chôn xác không phải nhằm mục đích tiêu hủy xác chết, vì vậy cũng không cắn rứt lương tâm. Tiêu rồi. Tuy nhiên vào lúc này, ông chủ Lưu đang ngồi xổm hút thuốc lại đứng phắt dậy từ lúc nào, nhìn vào phía xa và cau mày thật chặt. Sao vậy? Phùng Toàn cũng nhìn theo tầm mắt của hắn. Đó là một con sông kéo dài về phía thành phố Trung Châu, mặc dù đang là ban đêm nhưng có thể mơ hồ nhìn thấy đường nét của thành phố ở phía xa. Thứ đó đã trở lại, ông chủ Lưu nói một cách nghiêm trọng. Phùng Toàn không có quỷ nhãn nên không thể theo dõi tình hình ở phía xa. Hắn tiếp tục hỏi, rốt cuộc ngươi đang nói về cái gì? Quỷ hồ, chính là quỷ hồ mà các ngươi nhắc đến đó. Nó đã thoát được rồi và sẽ sớm xuất hiện thôi. Ông chủ Lưu nhận ra điều gì đó, ngay lập tức chạy về hướng thị trấn Cổ Thái Bình. Nếu quỷ hồ đó xuất hiện, thị trấn Cổ Thái Bình chắc chắn sẽ bị nhấn chìm. Không được, ta phải nhanh chóng chuẩn bị. Hắn chạy thật sự rất nhanh, chỉ nghe thấy một loạt tiếng bước, chân vội vã vang vọng, sau một khắc, hình bóng đã biến mất trong đêm đen, cả người cũng không còn tăm hơi. Quỷ hồ thoát được rồi, sắp xuất hiện. Phùng Toàn không ngu, hắn lập tức nhận ra vấn đề, vẫn nhìn về phương hướng ban nãy. Ngay sau đó, sương mù dày đặc xung quanh dần dần dâng lên, Phùng Toàn lập tức đi về hướng nơi nghi ngờ là quỷ hồ xuất hiện. Không còn nghi ngờ gì nữa, xảy ra tình trạng này chắc chắn nhóm Dương Gian và Lý Quân đã làm chuyện gì đó và dẫn đến hiện tượng đặc biệt, hắn phải đi xem thế nào. Nhưng ở bên khác, ông chủ Lưu vừa quay trở lại thị trấn Cổ Thái Bình, còn chưa băng qua đền thờ cũ để đi vào khu nhà cũ của thị trấn Cổ Thái Bình thì hắn đã bị cản lại. Người cản hắn lại là ông lão gác cổng nhà thờ họ, tay cầm ngọn đèn dầu leo lét, một con mắt trắng bệch trợn trừng, đứng bất động giữa con đường đá xanh cũ kỹ, như thể đang đợi ai ở đây. Xảy ra chuyện rồi, ông chủ Lưu cũng cầm theo ngọn đèn dầu, hắn nói thẳng vào vấn đề. Ta biết rồi, đang đợi những người khác. Ông lão một mắt chậm rãi nói, có vẻ như đã biết rõ tình huống bên ngoài. Ngay sau đó, một người phụ nữ ngoài 50 bước ra khỏi con hẻm gần thị trấn cổ. Người phụ nữ này rất già, quần áo lỗi thời, có vẻ hơi lạc nhịp với xã hội hiện đại, trên tay còn cầm theo một ngọn đèn dầu. Để người ngoài tới đây kiểu gì cũng có chuyện, đáng ra lúc trước nên dìm chết mấy người đó xuống sông cho rồi. Tuy sớm muộn gì cũng xảy ra vấn đề, nhưng có thể trì hoãn thêm vài năm, bây giờ ta mà đi thì ai giặt mấy bộ quần áo trong nhà. Người phụ nữ mở miệng nói, giọng không chỉ khàn khàn mà còn hằn học. Ông lão một mắt khẽ hừ một tiếng, tỏ vẻ rất bất mãn, không được đụng vào người ngự quỷ bên ngoài, đây là quy tắc. Người của thế hệ trước đã chết sạch, vẫn còn giữ quy tắc vớ vẩn này làm cái gì? Người phụ nữ chế nhạo, rất không kiên nhẫn. Quy tắc là quy tắc, thị trấn Cổ Thái Bình luôn sống theo quy tắc. Nếu không có quy tắc, sẽ không có thị trấn Thái Bình. Lão già một mắt không nói gì, nhưng vẻ mặt rất u ám. Lúc này ông chủ Lưu đổi chủ đề và hỏi, chỉ có ba người chúng ta sao? Còn một người nữa? Ông lão một mắt nói. Hắn vừa mới nói xong, trên con đường lát đá xanh phía sau, một người đàn ông cao lớn không biết xuất hiện một cách kỳ lạ từ khi nào. Hắn đi từng bước về phía bên này, hắn vẫn chưa nói được, chỉ khua chân múa tay viết lên không trung một vài chữ, ta tới rồi. Mất nửa ngày mới tập hợp được 4 người, 15 năm trước, gọi bừa cũng được hơn 20 người. Quả nhiên đàn ông trong thị trấn này chết sạch rồi, đáng lẽ ban đầu ta không nên gả tới đây, hại ta cả ngày sống một mình thờ chồng chết. Giọng người phụ nữ vẫn rất hằn học. Đi! Ông lão một mắt lạnh lùng nói. Dường như địa vị hắn không đơn giản, có quyền quyết định, vừa mở miệng, dù người phụ kia bất mãn thế nào cũng ngoan ngoãn đi theo sau. Bốn người họ cùng đi về một hướng. Nơi họ định đến là hướng thành phố Trung Châu, vùng ngoại ô thành phố là nơi quỷ hồ tương ứng với hiện thực. Vốn dĩ nơi đó chẳng có gì cả, chỉ là một bãi đất hoang không có cỏ dại. Nhưng bây giờ, trên mặt đất xuất hiện một mặt nước mơ hồ và lạnh lẽo, càng ngày càng rõ ràng, khu vực xung quanh thậm chí đã bắt đầu trở nên ẩm ướt. Các bạn vừa nghe xong tập 235 của bộ truyện khủng bố Sống Lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại Thư viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.